anh có tip gì điêu lương tốt nhất không ạ? Đây anh sẽ dạy em không, nó điêu lương ấy, nói thẳng các bạn luôn ấy, điêu lương ấy thì 80% lương cao hay không ấy là do năng lực của mình, nhưng cái gì cũng có trích hết. Để anh dạy chúng em một trích nhé, trích này anh thể áp dụng ấy thì 80% thành công. Ở nhà chip thế mày đừng có xe lung tung nhá, mẹ không có nhà tuyển dụng chửi tôi chết ấy. Mà tôi nói chia sẻ cái này đơn giản ấy là vì sao, vì quý 2 năm sau tôi nghỉ mẹ rồi nên tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ thôi, nhưng mà đừng có làm rộng rãi làm gì nhá, không mà lỗi cả bài của người ta. Nói chung mà các bạn biết một tí về tâm lý học ấy, các bạn sẽ biết một đến một cái hiệu ứng gọi là gì, là hiệu ứng mỏ neo, nghe bỏ chưa, hiệu ứng mỏ neo các bạn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mọi offer đi sau offer trước thì đều dựa trên offer trước, được nói nào nhỉ? Mọi offer sau đều dựa trên offer đã trước đấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình chỉ cần gieo được cái neo xuống thôi là kiểu gì mức lương mình cũng sẽ xoay quanh cái mức đấy. Nó cho thích giải thích nào đơn giản hơn nhỉ? Tôi nghĩ tới cách đơn giản hơn thì bạn nhớ đúng một điều thôi, điều lương ấy luôn là người đưa offer trước, em muốn lương bao nhiêu em đưa cái gì trước luôn, để làm gì thì những cái offer mà sau đấy người ta bẻ lên bẻ xuống ấy thì đều xoay quanh cái mốc ấy thôi nhé. Anh kiểu dụ người ta hỏi anh muốn lương bao nhiêu, anh nói có mẹ luôn em muốn lương tầm 20 triệu đi cho cẩn thận đấy, thì sau đấy người ta có bẻ lên bẻ xuống ấy thì nó cũng đéo xuống 5 triệu được, vì ý em là 20 triệu rồi. Anh bẻ xuống chỉ bẻ xuống tầm 17-18 triệu, không thì anh bẻ lên tầm 20-21 triệu, đéo bao giờ anh bẻ xuống dưới tầm 5-6 triệu đâu đấy. Nhớ một điều khi điêu lương thôi ấy, lúc nào cũng thế, phải đưa offer trước em muốn lương bao nhiêu, mà muốn chắc chắn hơn ấy thì như nào. Theo em tìm hiểu trên mạng thì công việc này được trả mức lương tầm khoảng là tầm này đấy, còn không muốn chắc chắn hơn thì đồng nghiệp cũ của em từng làm đâu, bạn em từng không phải bạn em đồng nghiệp cũ chút cẩn thận, đồng nghiệp cũ của em làm vị trí này được lương tầm này đấy, em mong được mức lương cũng gần gần như thế đấy, thế thôi, đơn giản các bạn. Trời ơi, không áp dụng với điều lương với vợ nha các bạn nhá. Tôi điều lương với vợ tôi hề, điều lương với vợ tôi thả có mẹ mày bom nguyên tử xuống các bạn, đéo vào điều lương, đéo bao giờ mỏ neo mỏ lủng miệng luôn. 5 triệu là 5 triệu, đéo nói nhiều. Trời ơi mẹ, ngày đéo là không thế, các bạn tưởng tôi không điều lương với vợ tôi chắc, mẹ ngày đéo tuần tháng đéo chả điều lương. Em ơi, 5 triệu anh không sống được, 5 triệu này không đủ mua cà phê mỗi sáng luôn, cứu với, mẹ mày tư sản đấy à? Là anh vô sản đấy, em có phiền không nếu anh đúng nghe anh nói về tác hại của việc hết tiền uống cà phê mỗi sáng không? Tôi nói câu đấy 4-5 năm nay rồi, 4-5 năm trời tháng đéo nào cũng nói rồi các bạn, lương tôi vẫn 5 triệu, cuộc sống mà không thoát được đâu.